Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái lệnh. Sau khi chúng ta nạp mực theo lệnh 2207 thì chúng ta sẽ chỉnh một số cái thông số sao cho nó ổn định để cho máy chúng ta chạy cho ổn định. Chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái lệnh như sau. Trước hết bạn nhấn giữ phím Clear Mode, phím màu vàng. Sau đó các bạn vào lệnh 107 và ấn giữ phím Clear Stop. Đến lúc này màn hình hiển thị chúng ta vào Copy SP. Rồi, các bạn vào Copy SP. Trước hết nếu mà bản chụp nó chưa được đậm thì các bạn cứ thực hiện một cái lệnh như này đã. Đó là 2207 và các bạn bấm phím Enter. Sau đó bạn sẽ bấm vào Excuse để cho mực nó nạp vào hộp từ đã. Sau đó bơm mực vào này. Trong thời gian các bạn sẽ chờ để cho mực nó nạp vào. Rồi, sau khi mực nạp vào xong thì bạn có thể in thử một bản. Bao giờ được thì các bạn sẽ nhấn phím Exit thì chúng ta sẽ thôi. Và chưa được thì bạn tiếp tục nhấn Excuse để chúng ta bơm mực. Bao giờ được thì chúng ta thôi. Đến lúc này nó vẫn chưa xong. Nếu mà các bạn thoát ra thì nó chỉ được vài lần, sau nó lại nhạt dần. Thế bây giờ bạn ấn Exit để thoát ra nào. Và các bạn vào Copy SP. Các bạn thực hiện một số cái lệnh như sau. Lệnh thứ nhất đó là lệnh 2201. Và đây, cái mã số 2201 này là, chúng ta lưu ý đây là điện áp của trục từ. Cái này thì bạn cần điều chỉnh sao cho phù hợp với từ và drum của bạn. Drum có nghĩa là cái trống của bạn đấy. Sau khi thực hiện lệnh 2201 thì các bạn nhấn phím Enter. Đó. Thì bình thường thì mặc định của máy nó là 550V. Thì ở đây máy tôi sẽ chỉnh đó là 580V thì là mặc định rồi. Thì tôi đã đặt mặc định ở máy đấy như vậy rồi. Thì bây giờ tôi lấy ví dụ, chúng ta sẽ đặt mặc định của cho máy của mình là 585V chẳng hạn. Tôi tăng lên 5V nữa. Thì sau đó chúng ta sẽ ấn Enter để lưu. Đó. Sau khi Enter để lưu thì các bạn lưu ý là chỉnh càng cao thì là mực sẽ xuống càng đậm, và chỉnh thấp thì mực xuống nhạt. Sau phần này xong thì chúng ta sẽ thoát tiếp và các bạn sẽ làm một cái thông số nữa. Thông số thứ hai đó là các bạn vào chỉnh cái bias từ đấy, để cho nó lên cao xuống thấp thì như thế nào. Thì các bạn vào lệnh như sau: 2201. Sau đó các bạn bấm tiếp phím 1. Đấy, 220111. Đấy. Đây là chỉnh bias từ. Lên cao thì bản chụp đậm và xuống thấp thì bản chụp nhạt. Bạn sẽ chỉnh cao hơn cái thông số 550 là mặc định của máy để các bạn chụp thử. Sau khi các bạn thực hiện cái lệnh đó xong rồi thì các bạn lại tiếp tục nhấn Enter. Đấy. Đó. Các bạn lưu ý là cứ lên cao chỉnh thông số này, đây là 580V, tôi để 580 thôi. Thì nó lên cao thì bản chụp sẽ đậm và giảm xuống thì bản chụp sẽ nhạt. Và cái mặc định của máy nó là 550. Đấy, xong. Các bạn thoát Exit. Và một cái lệnh nữa để cho nó ổn định hẳn thì chúng ta sẽ vào tiếp một cái lệnh. Và Copy SP đã. Lệnh đó là 22012. 2201 và nhấn 2. Đó. Các bạn bấm Enter. Rồi.
22012, ở đây đó là chỉnh cấp mực cho hộp từ. Và các bạn chỉnh lên cao thì là mực nó sẽ xuống ít, và xuống thấp thì mực sẽ xuống nhiều. Và tôi ở đây thì tôi chỉnh lên cao mặc định của nó, đó là 360, nhưng mà tôi chỉ cho nó cấp ít thôi, thì tôi sẽ đặt mặc định của nó là 400. Thì bây giờ tôi có thể chỉnh giảm xuống một chút nữa, chẳng hạn như là 390, sau đó là tôi nhấn phím thăng, hoặc là đây phím enter để lưu lại. Đây. Đây là toàn bộ cái phần mà chúng ta sau khi chúng ta đã thực hiện cái lệnh đó là 2207 để bơm mực. Đấy. Và các bạn thực hiện một số cái lệnh đó để cho nó giữ ổn định cái thông số, và các bạn sẽ không bao giờ bị nhạt hoặc bị đậm. Nếu bao giờ nó nhạt hoặc đậm thì các bạn sẽ thực hiện lại những cái lệnh đó để chỉnh lại mực cho máy của mình cho nó phù hợp. Và chúc các bạn thành công. À, các bạn nhớ đăng ký kênh, thì giờ sau cái phần sau thì tôi sẽ có một số thông số nữa để giúp các bạn thực hiện một số những cái thông số sao cho nó ổn định của máy của mình. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.